Kênh Ăn Sạch Sống Khỏe xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video. Thưa quý vị, những cơn ho dai dẳng, ho khan, ho có đờm luôn làm cho bạn mệt mỏi khi thời tiết trở trời. Đôi khi những cơn ho khiến bạn và những người xung quanh mất ngủ. Không chỉ có vậy, sức khỏe của bạn ngày càng đi xuống nếu không được chữa trị kịp thời, gây nên các bệnh viêm phế quản nặng. Thay vì sử dụng các loại thuốc kháng sinh để chữa bệnh ho, người bệnh có thể áp dụng một số bài thuốc từ dân gian để trị bệnh. Nếu nhắc đến các bài thuốc chữa bệnh ho theo kinh nghiệm của dân gian thì không thể không nhắc đến bài thuốc trị ho từ hoa đu đủ đực. Vậy thì các bài thuốc trị ho viêm phế quản từ hoa đu đủ đực như thế nào? Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Cách trị ho viêm phế quản nặng đến mấy cũng khỏi bằng hoa đu đủ đực. Thực sự dễ làm, hiệu quả mà lại an toàn cho sức khỏe. Cách trị ho bằng hoa đu đủ đực. Dưới đây là một số bài thuốc chữa ho bằng hoa đu đủ đực với những nguyên liệu có sẵn, bạn hoàn toàn có thể áp dụng ngay tại nhà. 1. Chữa ho bằng hoa đu đủ đực với đường phèn. Chuẩn bị nguyên liệu 10-20g hoa đu đủ đực, 2 thìa cà phê đường phèn. Cách thực hiện: rửa sạch hoa đu đủ, đường phèn giã nhuyễn, cho nguyên liệu vào chén cơm và hấp cách thủy. Đun bếp cho đến khi đường phèn tan hết và hoa đu đủ đực chín nhừ, tiết ra nhiều hoạt chất hòa tan trong nước và đường phèn. Để thuốc nguội, dùng thìa xăm nát hoa đu đủ rồi sử dụng. Mỗi lần uống từ 1 đến 2 muỗng, có thể nuốt hoặc pha loãng với nước. Kiên trì sử dụng, bạn sẽ cảm thấy hiệu quả sau 1 đến 2 tuần. 2. Cách chữa ho bằng hoa đu đủ đực với lá hẹ và hạt chanh. Chuẩn bị nguyên liệu 15g lá hẹ và hoa đu đủ đực mỗi loại, 10g hạt chanh tươi, 5 thìa mật ong. Cách thực hiện: rửa sạch lá hẹ, hoa đu đủ rồi thái nhỏ, hạt chanh lột vỏ, giã dập, cho các nguyên liệu vào chén, cho thêm mật ong, hấp cách thủy hỗn hợp trong khoảng 30 phút, lọc lấy nước uống. Sử dụng 3 đến 4 lần mỗi ngày, mỗi lần sử dụng 2 thìa. 3. Cách trị ho bằng hoa đu đủ đực, hoa khế, lá tía tô. Chuẩn bị nguyên liệu: hoa đu đủ đực, hoa khế, lá tía tô mỗi loại 10g, 5g đường phèn. Cách thực hiện: rửa sạch lá tía tô, bông khế và hoa đu đủ đực, ngâm với nước muối pha loãng khoảng 15 phút để loại bỏ hết những tạp chất. Cho các nguyên liệu vào chén, thêm đường phèn và một ít nước lọc rồi hấp cách thủy cho đến khi đường tan ra hết. Để thuốc nguội còn khoảng 40 độ rồi chất uống. Mỗi lần sử dụng 3-5ml tùy độ tuổi và cân nặng. 4. Trị ho gà từ bài thuốc hoa đu đủ đực. Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có 20g hoa đu đủ đực, 20g vỏ rễ cây dâu, 20g vỏ quýt khô, 12g bách bộ, 5g đường phèn. Cách thực hiện: hoa đu đủ đực và vỏ rễ cây dâu cần được làm sạch bằng nước lạnh rồi vớt ra để sáo hết nước. Sau đó đem đi sao vàng rồi tán thành bột mịn. Còn bách bộ, vỏ quýt và đường phèn thì đem tán thành bột mịn. Trộn hai hỗn hợp vừa tán được cho vào hũ thủy tinh để dùng dần. Mỗi lần sử dụng từ 1-8g. Tùy vào độ tuổi của từng người sử dụng, cùng với một ly nước ấm. Mỗi ngày dùng từ 3-4 lần và dùng sau mỗi bữa ăn. 5. Dùng hoa đu đủ đực trị chứng ho kèm mất tiếng, khàn giọng. Nguyên liệu cần có 15g hoa đu đủ đực, 15g lá hẹ, 10g hạt chanh tươi, mật ong nguyên chất hoặc đường kính. Cách thực hiện: đem hoa đu đủ đực, lá hẹ xanh rửa sạch nhiều lần với nước để loại bỏ một ít tạp chất. Cho tất cả các nguyên liệu trừ mật ong vào chén sứ rồi giã nát. Cho vào 20ml hòa tan hỗn hợp rồi cho tiếp một lượng mật ong vừa đủ. Có thể dùng đường kính nếu không có mật ong. Trộn đều rồi chất lấy phần nước để uống. Mỗi ngày uống 3 lần, sau 3-5 ngày, người bệnh sẽ cảm nhận rõ chứng ho dần được cải thiện. 6. Bài thuốc chữa trị ho do viêm họng từ hoa đu đủ đực và các thảo dược khác. Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có 15g hoa đu đủ đực, 10g củ mạnh môn, 10g xạ can, 10g lá húng chanh.
cách thực hiện. Rửa sạch tất cả nguyên liệu bằng nước sạch rồi vớt ra để ráo nước. Thái thành các đoạn nhỏ rồi cho vào bát sứ, thêm vào một ít muối. Rồi đem hỗn hợp trưng cách thủy khoảng 5 đến 10 phút. Khi hỗn hợp đã chín ra, dùng thìa nghiền nát để dùng. Mỗi lần dùng một ít để ngậm rồi nuốt trôi từ từ. Mỗi ngày dùng khoảng 2 đến 3 lần để đẩy lùi các triệu chứng ho. Cách sơ chế bảo quản bông đu đủ đực. Những cụm hoa đu đủ đực thường được thu hái vào lúc sáng sớm nhằm giữ được nhiều dược tính nhất khi những cánh hoa vẫn còn đọng sương mai. Sau đó, người ta đem hoa về rửa sạch đất cát và bụi bẩn rồi dùng tươi. Bên cạnh đó, người ta cũng có thể đem phơi hoặc sấy khô để đảm bảo được lâu hơn. Cách phơi hoa đu đủ đực khô. Hoa đu đủ đực thường được phơi ở những nơi mát mẻ hoặc trong bóng râm, chứ không phải phơi nắng như thông thường. Bởi nếu đem hoa đu đủ phơi ngoài trời nắng sẽ khiến cánh hoa bị nát vụn và làm giảm bớt dược tính của hoa. Cụ thể, sau khi rửa sạch hoa, bạn nên rải lên một cái nia hoặc mâm tùy vào số lượng hoa nhiều hay ít, sau đó đặt vào nơi có bóng râm. Nếu tiết trời nhiều gió, tạnh ráo, không có mưa thì bông hoa đu đủ đực sẽ khô hoàn toàn chỉ sau 3 đến 4 ngày. Cách bảo quản hoa đu đủ đực. Để bảo quản và sử dụng hoa đu đủ đực được lâu, bạn nên cho dược liệu vào các túi ni lông hoặc hũ và đậy kín nắp, sau đó để ở nơi khô ráo, thoáng mát nhằm tránh bị ẩm mốc. Hoa đu đủ đực còn được dân gian ví như một vị thuốc đa công dụng. Ngoài việc sử dụng để chữa bệnh ho hay viêm họng, loại hoa này còn được sử dụng khá nhiều trong một số bài thuốc khác với những công dụng như chống lão hóa, chống lại các gốc tự do từ bên ngoài, cải thiện đường tiêu hóa, hạ đường huyết, làm giảm hàm lượng cholesterol có trong máu, điều hòa huyết áp, phòng ngừa đột quỵ, ngăn chặn các cơn đau tim, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, giảm cân, phòng ngừa và hỗ trợ bệnh ung thư, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư dạ dày và ung thư máu. Theo như những ghi chép trong các quyển y học phương Đông, hoa đu đủ đực có vị hơi đắng, tính bình và một số dược chất mang đến những hiệu quả nhất định trong việc chữa ho. Không chỉ vậy, một số nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng trong hoa đu đủ đực còn có chứa một số hoạt chất beta-carotinin, phenol, axit gallic cùng một số chất chống oxy hóa khác giúp cải thiện các triệu chứng ho như tan đờm, làm giảm số ho và hỗ trợ phục hồi các chức năng của hệ hô hấp. Với những tác dụng trong cách trị ho tại nhà bằng hoa đu đủ đực đã được kiểm chứng trong cả Đông y và Tây y, hoa đu đủ đực được đánh giá là một trong những bài thuốc khá tốt mang đến khả năng điều trị ho cho người bệnh. Tuy nhiên, tùy vào cơ địa và tình trạng bệnh của mỗi người, thời gian và hiệu quả điều trị mà bài thuốc mang đến sẽ không giống nhau.